Chào các bạn, đây là hình ảnh toàn cảnh phường Quang Hanh nhìn từ trên núi cao xuống các bạn nhé. Và các bạn cùng mình khám phá. Những ai đã từng ở Quang Hanh và là người dân Quang Hanh đi xa thì chắc chắn là nhìn cái hình ảnh các bạn sẽ thấy thân quen và sẽ biết được tường tận từng khu vực. Từ đứng đây tầm nhìn từ đây đến ấy, trước mặt núi đá thân đá phía trước các bạn thấy là có chỗ ông trắng đấy, đấy là cây nó mét 10, cây số 10 đấy. Ngang đây này xuống là cây số 9 và tít xa kia các bạn, cái nhà xanh xanh ấy, đấy là cây số 7 và cái dãy núi dưới kia là cây số 6. Tôi đứng ở chỗ vị trí đỉnh núi đây các bạn, đây là trên ngang lưng trường dốc của ngã 2. Các bạn nhìn lại nhá, đấy cái nhà đang trắng mà gần chỗ cái núi đá ấy, đấy là tòa nhà chung cư cái số 10. Ở đây các bạn nhìn này, chỗ cái chân núi đá ấy, là khu 9-16 đó. Ở đây, đây chính là trường học, cái nhà mà nhìn quay vuông góc với đường xe ô tô chạy đấy, trường học. Và kế bên có cái cờ ấy, đấy là Ủy ban Nhân dân phường Quang Hanh. Và đối diện sang bên kia là Bách Hóa Quang Hanh ngày xưa, bây giờ người ta đã bán thanh lý cho dân rồi. Và cái mỏm đất đỏ các bạn thấy, đây là cái quả đồi người ta đã phá hết đi, bằng vào đồi đấy. Còn tít cái khe kia là biển, đấy là cái hang gọi là hang hanh đó, hang thông ra ngoài biển ngoài. Đấy có nước biển vào đó các bạn, đấy cái cửa hang đó. Bạn nào ở đây thì biết là cái cửa hang này ngày xưa là nước biển vào và hay đi câu cá, bắt cá rồi đánh nờ dạ bấu ngoài đó. Là cái khu nhà nó trắng trắng này là khu chung cư cây số 8. Và trên mặt nào dưới này, đây là chợ cái số 9 này, đó đấy. Có cái xe chạy qua đấy, đấy là chợ bóp cái số 9 đấy, chợ Quang Hanh đó. Đây là chung cư cái số 8. Đấy, khu vực cái số 8. Xa xuống dưới kia, cái nhà xanh đấy là cái số 7. Và cái núi đá trước mặt xanh sát dưới kia, hai cái đầu núi trâu nhau, đấy là cây số 6. Nhìn rất là quen mà các bạn, tức là trên này nhìn xuống rõ hết. Đấy, chỗ cái nhà đỏ là cái khu kho gạo ngày xưa các bạn. Và cái xe đang chạy trước mặt đây này, đây là đường ngã 2 đấy, đang lên dốc ngã 2 đấy. Đây mới là một phường các bạn, một phường có hai nơi nhá. Đấy, ta nhìn nó rõ này, cái nhà thanh chanh đây là cây số 7. Còn tít dưới kia núi đá, chỗ cái nhà trắng trắng kia, đây là cây số 6. Thuộc Quang Hanh. Quang Hanh từ cây số 6 cho đến cây số 15. Chúng ta đứng ở đây thì nhìn được hết từ cây số 6 đến cây số 10 thôi. Còn 5 cây số nữa ta chưa nhìn được hết. Giá như có đỉnh núi mà cao hơn nữa. Quay được hết tất cả toàn cảnh từ đầu đến cuối phường Quang Hanh thì tuyệt vời lắm. Nhưng như thế này cũng đã tốt rồi các bạn. Quang Hanh nằm dưới chân dãy núi này các bạn. Đấy, đồ nhà chung cư trên mặt đây là cây số 10 đó. Đấy, khu đấy này xưa là trại tế bần. Khu này trên mặt đây là khu 9-16 này, chân núi đá này. Đấy. Nhìn rõ lắm. Cái dốc ngã 2 này ngày xưa là cái thời bắn phá của thế kỷ trước ấy, là tuổi học sinh hay đi đường này để lấy tre gỗ rồi dùng xe bi chạy dọc cái con đường từ đỉnh dốc ngã 2 xuống cái chân dốc. Đây là toàn cảnh hình ảnh của phường Quang Hanh, nhìn rất là rõ. Thế là tôi chia sẻ với quý vị toàn bộ hình ảnh của phường Quang Hanh từ km 6 đến km 10. Và đặc biệt là chúng ta nhìn rất rõ khu vực cây số 9, trung tâm phường Quang Hanh. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của tôi. Quý vị các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất video của tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào video tiếp theo.